tàu Bạch Đằng vận chuyển 1.500 tấn cho bay từ cảng quốc tế Vĩnh Tân, Bình Thuận đi Vũng Tàu đến khu vực cách biển Mũi Né khoảng 0,5 hải lý thì bị chìm hoàn toàn. Báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận cho thấy toàn bộ 1.500 tấn cho bay trên tàu Bạch Đằng được chứa vào thùng chứa chuyên dụng, đảm bảo độ kín gần như tuyệt đối. Sau khi xảy ra sự cố, đồn biên phòng Mũi Né tổ chức cứu nạn các thuyền viên kịp thời. Và lúc 20 giờ cùng ngày, đã cứu vớt được 7 thuyền viên trên tàu Bạch Đằng đưa vào bờ an toàn. Theo nhiệt điện Vĩnh Tân, con tàu chở cho bay là tàu chuyên dụng nên trong quá trình chìm không xảy ra sự cố tràn cho bay ra ngoài. Hiện Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã kiến nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo đồn biên phòng mũi né theo dõi, kiểm tra vụ việc, kịp thời thông tin cho ngành chức năng nếu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu tổng cục môi trường đã giao cho cục bảo vệ môi trường miền nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở tài nguyên môi trường tỉnh bình thuận và các cơ quan chức năng giám sát chủ động xử lý vấn đề môi trường phát sinh từ sự cố nếu có và kịp thời tham mưu các biện pháp chỉ đạo xử lý